Vâng ạ, đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng, chúng em xin trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 thứ 6 năm 2023. Cơ sở sản xuất đồ gỗ trang trọng chúng em xin giới thiệu đến quý khách một chiếc đĩa có kích thước 40cm và dày 4cm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, được chúng em vừa mới khảm xong. Chúng em xin quay chia live stream trực tiếp đây để giới thiệu đến quý khách sản phẩm rất chi là có hồn, được cơ sở chúng em vừa mới sản xuất xong. Chúng em tự hào là người thợ, người nghệ nhân tại quê hương làng nghề Tổ, đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử và có nhiều đời truyền lại tại quê hương chúng em. Những cái sản phẩm tại làng nghề chúng em thì bao giờ cũng có cái nét riêng và có cái hồn riêng. Cô bác anh chị có thể quan sát thấy và những cái đường cưa cắt rất chi là sắc nét, các cái cành lá rất chi là nét. Đấy, từ cái lựa chọn nguyên liệu và phối màu, phân màu cũng đều rất chi là kỹ tỉ mỉ, và tỉa tách chấm thổi hồn thì nó rất chi là có hồn. Quý khách có thể nhìn thấy hai con chim công đây. Chim công, chim khổng tước khi mà đã kết đôi thì rất chi là hay đi với nhau. Đây là chúng em hay có còn gọi cái tên khác là phu thê viên mãn. Đây là hai con chim công khổng tước được chúng em tỉa tách thổi hồn rất chi là kỹ. Các cái lông đuôi chim công này chúng em khoét lọng từng cái chấm lông đuôi công một để cô bác anh chị có thể nhìn thấy cái màu nó khác, phân biệt khác, chứ không phải để cả miếng cái lông đuôi công này. Đấy, khoét lọng từng cái lông đuôi công một nó rất chi là kỳ công, lao công. Các cái tảng núi khảm rất chi là nổi, tạo nên những cái hình khối rất chi là rõ nét. Và các cái cành mai, cành hoa mai thì cưa cắt rất chi là nhỏ nhọn, sắc. Nhìn trông nó vút cành cả. Rồi các cái mấu mắt tỉa tách rất chi là thân cây già. Cô bác anh chị có thể quan sát tổng thể cái đĩa phu thê viên mãn được chúng em vừa mới sản xuất xong. Cô bác anh chị nào mà quan tâm thì có thể gọi trực tiếp qua số hotline 0971126568 hoặc để lại số điện thoại chúng em gọi tư vấn miễn phí. Hoặc là bấm đăng ký kênh Đồ Gỗ Khảm Ốc trang trọng chúng em để theo dõi nhiều sản phẩm chúng em cập nhật thường xuyên. Cái xong sản phẩm nào chúng em cập nhật lên để phục vụ quý khách. Có thể là theo dõi, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video, tại vì khi chúng em mà đăng lên thì quý khách đã theo dõi rồi hoặc bấm chuông rồi, thì cứ mỗi một cái video chúng em up lên thì nó sẽ báo đến cái video, cái tài khoản YouTube của quý khách. Kênh YouTube của em là Đồ Gỗ Khảm Ốc trang trọng. Những cái sản phẩm của chúng em thì cô bác anh chị hãy xem và so sánh những cái sản phẩm, và chúng em nói rất kỹ về nghề, tại vì chúng em là sản xuất trực tiếp nên là rất hiểu sâu về nghề. Những cái sản phẩm mà cô bác anh chị mua ở đâu có thể nhờ chúng em tư vấn. Đấy, giá trị cái sản phẩm đấy đến ở mức độ nào. Những cái hàng cổ hay hàng tái cổ, hàng giả cổ, hiện nay trên thị trường thì rất nhiều hàng giả cổ. Cô bác anh chị cẩn thận khi mua hàng đồ cổ khảm chai, khảm ốc. Chúng em sẽ tư vấn cho quý khách cái hàng cổ. Đi đâu cũng gặp hàng cổ khảm chai, lấy đâu ra mà nhiều thế ạ? Tại vì chúng em bây giờ đã đất nghề, chúng em còn ít khi được gặp những cái hàng cổ khảm. Nên là cô bác anh chị khi mua cẩn thận, là hàng dễ bị lừa, là hàng cổ, giả cổ. Đấy, đây là cái đĩa mà chúng em vừa mới sản xuất xong, cắt ghép rất chi là tỉ mỉ, ghép rất nhiều chi tiết. Một cái đĩa này ghép nhiều chi tiết ghép thì đòi hỏi phải nhiều đường cưa, đường cắt, và cũng phải đòi hỏi rất chi là nhiều công, và nó sẽ tạo nên một cái sản phẩm tổng thể là quý khách có thể nhìn thấy rõ. Cô bác anh chị nào mà quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc bấm đăng ký kênh, chúng em sẽ tư vấn. Xin bấm đăng ký kênh và bấm chuông ạ, có cái chuông ở bên cạnh ấy, cô bác anh chị bấm luôn. Vâng ạ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you very much.